170 Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mưa khi y chưa phát sanh, lại ra đi hoàn tục, từ trần, được biết là sa di, được biết là người xả bỏ điều học, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là vị có tâm rối loạn, được biết là vị bị thọ khổ, được biết là vị bị án treo trong việc không nhìn nhận tội được biết là vị bị án treo trong việc không sửa chữa lỗi được biết là vị bị án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác được biết là kẻ vô căn được biết là kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu được biết là kẻ đi theo ngoại đạo được biết là thú vật được biết là kẻ giết mẹ được biết là kẻ giết cha được biết là kẻ giết a la hán được biết là kẻ làm ô uế tỳ khưu ni được biết là kẻ chia rẽ hội chúng được biết là kẻ làm đức phật chảy máu được biết là kẻ lưỡng căng các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu trường hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mưa khi y chưa phát sanh lại ra đi nên trao cho vị nhận thế thích hợp đang hiện diện. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mưa khi y chưa phát sanh lại hoàn tục, từ trần, được biết là xuống sa di, được biết là người xả bỏ điều học, được biết là vị phạm tội cực nặng, hội chúng là chủ quản. Này các tỳ khưu, trường hợp Vị Tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mưa khi y chưa phát sanh thì được biết là vị bị điên, được biết là vị có tâm rối loạn, được biết là vị bị thọ khổ, được biết là vị bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo trong việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác, nên trao cho vị nhận thế thích hợp đang hiện diện này các tỳ khưu trường hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mưa khi y chưa phát sanh được biết là kẻ vô căn được biết là kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu được biết là kẻ đi theo ngoại đạo được biết là thú vật được biết là kẻ giết mẹ được biết là kẻ giết cha được biết là kẻ giết a la hán được biết là kẻ làm ô uế tỳ khưu ni được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm Đức Phật chảy máu, được biết là kẻ lưỡng căng, hội chúng là chủ quản. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mưa khi y đã được phát sanh, nhưng chưa phân chia lại ra đi, nên trao cho vị nhận thế thích hợp đang hiện diện. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mưa khi y đã được phát sanh nhưng chưa phân chia lại hoàn tục từ trần được biết là xuống sa di được biết là người xả bỏ điều học được biết là vị phạm tội cực nặng hội chúng là chủ quản này các tỳ khưu trường hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mưa khi y đã được phát sanh nhưng chưa phân chia thì được biết là vị bị điên, được biết là vị có tâm rối loạn, được biết là vị bị thọ khổ, được biết là vị bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo trong việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác, nên trao cho vị nhận thế thích hợp đang hiện diện. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mưa khi y đã được phát sanh nhưng chưa phân chia được biết là kẻ vô căn được biết là kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu được biết là kẻ đi theo ngoại đạo được biết là thú vật được biết là kẻ giết mẹ được biết là kẻ giết cha được biết là kẻ giết a la hán được biết là kẻ làm ô uế tỳ khưu ni được biết là kẻ chia rẽ hội chúng được biết là kẻ làm Đức Phật chảy máu, được biết là kẻ lưỡng căng, hội chúng là chủ quản. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mưa và y chưa được phát sanh thì hội chúng bị chia rẽ. Ở đó, dân chúng dân nước cho một nhóm và dân y cho một nhóm nói rằng Chúng tôi dân y đến hội chúng. Y ấy là của hội chúng. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mưa và y chưa được phát sanh thì hội chúng bị chia rẽ. Ở đó, dân chúng dân nước cho một nhóm và dân y cho chính nhóm ấy nói rằng Chúng tôi dân y đến hội chúng. Y ấy là của hội chúng. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mưa và y chưa được phát sanh thì hội chúng bị chia rẽ. Ở đó, dân chúng dân nước cho một nhóm và dân y cho một nhóm, nói rằng: "Chúng tôi dân y đến nhóm." Y ấy là riêng của nhóm. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mưa và y chưa được phát sanh thì hội chúng bị chia rẽ. Ở đó, dân chúng dân nước cho một nhóm và dân y cho chính nhóm ấy nói rằng Chúng tôi dân y đến nhóm. Y ấy là riêng của nhóm. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mưa và y đã được phát sanh nhưng chưa chia phần thì hội chúng bị chia rẽ. Nên chia đồng đều cho tất cả. 171 Vào lúc bấy giờ, Đại đức Revata gửi y cho đại đức Sariputta qua tay của vị tỳ khưu nọ, nói rằng: "Hãy trao y này đến vị trưởng lão." Sau đó, ở khoảng giữa đường đi, vị tỳ khưu ấy đã lấy y ấy do sự thân thiết với đại đức Revata. Sau đó, đại đức Revata đã đích thân đi đến đại đức Sariputta và hỏi rằng: "Thưa ngài, tôi đã gửi y cho ngài trưởng lão, y ấy đã đến chưa?" Này sư đệ, ta không nhìn thấy y ấy. Sau đó, đại đức Revata đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này. Này đại đức, tôi đã gửi y của ngài trưởng lão qua tay của đại đức, y ấy đâu rồi? Thưa đại đức, tôi đã lấy y ấy do sự thân thiết với đại đức. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu Trường hợp vị Tỳ Khưu gửi y qua tay của vị Tỳ Khưu nói rằng: "Hãy trao y này đến vị tên như vậy." Ở khoảng giữa đường đi, vị ấy lấy y ấy do sự thân thiết với vị gửi đi. Y đã được lấy đúng đắn. Vị ấy lấy y ấy do sự thân thiết với vị sẽ nhận, y đã được lấy sai trái. Này các Tỳ Khưu trường hợp vị tỳ khưu gửi y qua tay của vị tỳ khưu nói rằng hãy trao y này đến vị tên như vậy ở khoảng giữa đường đi vị ấy lấy y ấy do sự thân thiết với vị sẽ nhận y đã được lấy sai trái vị ấy lấy y ấy do sự thân thiết với vị gửi đi y đã được lấy đúng đắn này cách tỳ khưu Trường hợp vị Tỳ Khưu gửi y qua tay của vị Tỳ Khưu nói rằng: "Hãy trao y này đến vị tên như vậy." Ở khoảng giữa đường đi, vị ấy nghe rằng vị gửi y đã từ trần, rồi xác định y của người đã chết là thuộc về vị ấy. Y đã được xác định đúng đắn. Vị ấy lấy y ấy do sự thân thiết với vị sẽ nhận. Y đã được lấy sai trái này các tỳ khưu trường hợp vị tỳ khưu gửi y qua tay của vị tỳ khưu nói rằng hãy trao y này đến vị tên như vậy ở khoảng giữa đường đi vị ấy nghe rằng vị sẽ nhận y đã từ trần rồi xác định y của người đã chết là thuộc về vị ấy y đã được xác định sai trái vị ấy lấy y ấy do sự thân thiết với vị gửi y đã được lấy đúng đắn này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu gửi y qua tay của vị tỳ khưu nói rằng: Hãy trao y này đến vị tên như vậy. Ở khoảng giữa đường đi, vị ấy nghe rằng cả hai đã từ trần, rồi xác định y của người đã chết là thuộc về vị gửi đi. Y đã được xác định đúng đắn. Vị ấy xác định y của người đã chết là thuộc về vị sẽ nhận. Y đã được xác định sai trái. Này các Tỳ Khưu, trường hợp vị Tỳ Khưu gửi y qua tay của vị Tỳ Khưu nói rằng: Tôi cho y này đến vị tên như vậy. Ở khoảng giữa đường đi, vị ấy lấy y ấy do sự thân thiết với vị gửi, y đã được lấy sai trái. Vị ấy lấy y ấy do sự thân thiết với vị sẽ nhận, y đã được lấy đúng đắn. Này các Tỳ Khưu, Trường hợp vị Tỳ Khưu gửi y qua tay của vị Tỳ Khưu nói rằng: "Tôi cho y này đến vị tên như vậy." Ở khoảng giữa đường đi, vị ấy lấy y ấy do sự thân thiết với vị sẽ nhận. Y đã được lấy đúng đắn. Vị ấy lấy y ấy do sự thân thiết với vị gửi. Y đã được lấy sai trái. Này các Tỳ Khưu Trường hợp vị Tỳ Khưu gửi y qua tay của vị Tỳ Khưu nói rằng: "Tôi cho y này đến vị tên như vậy." Ở khoảng giữa đường đi, vị ấy nghe rằng vị gửi y đã từ trần, rồi xác định y của người đã chết là thuộc về vị ấy. Y đã được xác định sai trái. Vị ấy lấy y ấy do sự thân thiết với vị sẽ nhận, y đã được lấy đúng đắn này các tỳ khưu trường hợp vị tỳ khưu gửi y qua tay của vị tỳ khưu nói rằng tôi cho y này đến vị tên như vậy ở khoảng giữa đường đi vị ấy nghe rằng vị sẽ nhận y đã từ trần rồi xác định y của người đã chết là thuộc về vị ấy y đã được xác định đúng đắn vị ấy lấy y ấy do sự thân thiết với vị gửi y đã được lấy sai trái này cách tỳ khưu trường hợp vị tỳ khưu gửi y qua tay của vị tỳ khưu nói rằng tôi cho y này đến vị tên như vậy ở khoảng giữa đường đi vị ấy nghe rằng cả hai đã từ trần rồi xác định y của người đã chết là thuộc về vị gửi đi y đã được xác định sai trái vị ấy xác định y của người đã chết là thuộc về vị sẽ nhận y đã được xác định đúng đắn 172 Này các tỳ khưu, có 8 tiêu đề về việc phát sanh y. Thí chủ dân trong ranh giới Sima. Thí chủ dân theo sự thỏa thuận. Thí chủ dân theo sự thông báo về vật thực. Thí chủ dân đến hội chúng. Thí chủ dân đến cả hai hội chúng, tỳ khưu và tỳ khưu ni. Thí chủ dân đến hội chúng đã sống qua mùa an cư mưa. Thí chủ dân sau khi đã thông báo. Thí chủ dân đến cá nhân. Thí chủ dân trong ranh giới Simaya Deti thì nên chia phần cho hết thảy các vị tỳ khưu đang ở trong ranh giới. Thí chủ dân theo sự thỏa thuận Katikaya Deti thì toàn bộ các trú xứ đều có phần nhận lãnh đồng đều. Nghĩa là khi được dân ở một trú xứ thì được dân cho tất cả thí chủ dân theo sự thông báo về vật thực là nơi nào các sự hộ độ thường xuyên được thực hiện đến hội chúng thì dân nơi ấy thí chủ dân đến hội chúng thì nên chia phần đến hội chúng đang hiện diện thí chủ dân đến cả hai hội chúng thì dù cho có nhiều tỳ khưu mà có một tỳ khưu ni cũng nên được chia một nửa dù cho có nhiều tỳ khưu ni mà có một tỳ khưu cũng nên được chia một nửa Thí chủ dân đến hội chúng đã sống qua mùa an cư mưa, thì nên chia phần cho hết thảy các vị tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mưa ở trú xứ ấy. Thí chủ dân sau khi đã thông báo về cháo hoặc về bữa ăn hoặc về vật thực cứng hoặc về y hoặc về chỗ trú ngụ hoặc về dược phẩm. Thí chủ dân đến cá nhân là nói rằng tôi đã dân y này đến vị tên như vậy chức chương y phục là chương thứ 8. Trong chương này có 96 sự việc. Tóm lược chương này Thị trưởng Dương Xá Nhìn Kỹ nữ Vê sa đến khi quay về lại, thành rajagaha -gaha, báo điều ấy đến vua. Người con trai kỹ nữ, Salavatika, con nuôi Abaya, bởi vì dương tử hỏi Chivati còn sống, gọi tên Chivaka. Rồi chàng trai đi đến, thành Takasila, học xong được thành tài, trị lành bệnh 7 năm bằng việc làm ở mũi. Bệnh rò rỉ của vua, trị dứt bằng thuốc thoa, hãy phục vụ cho ta, các cung phi hoàng tộc, Đức Phật và tăng già và chuyện đại phú gia thành rajagaha điều trị chứng xoắn ruột trị dứt bệnh rất nặng của vua pachota bằng bơ lỏng uống vào chức vụ giải si vi bôi dầu bệnh bốc mùi với ba nấm sen xanh là ba mươi lần sổ lành bệnh xin điều ước ngài nhận giải si vi Đức Như Lai cho phép y dân của gia chủ choàng giải choàng tơ lụa choàng lông nửa ca si và nhiều loại hoan hỷ các vị chờ không chờ vào trước như vào sau cam kết họ mang lại kho chứa không bảo quản cũng thế làm sao lãng có nhiều cảnh náo động nên chia như thế nào nên cho như thế nào với phần chia nhiều hơn san sẻ cho làm sao với phân và nước lạnh bị trào ra không biết đổ ra và chậu nhuộm trong đĩa và nền đất mối ở giữa bị sờn một bên và bị cứng thô không cắt kết lại ngài thấy mang đống y sau khi đã suy xét Đấng Thích Ca Mâu Ni đã cho phép ba y với y phụ trội khác phát sanh và y rách mây đen bốn châu lục bà cầu xin điều ước được dân choàng tắm mưa vị giảng lai xuất hành vị bệnh người nuôi bệnh dược phẩm cháo thường xuyên và choàng tắm các ni thượng hạng y quá nhỏ ghẻ sần sùi khăn mặt sợi lanh được đầy đủ chú nguyện việc cuối cùng điều quan trọng đã làm không vuông chỉ bị rời bị tưa làm không đủ thêm giải khác có nhiều rừng anda thiếu niệm sống an cư một mình và trong những mùa khác hai vị là anh em chuyện rajagaha vị upananda cũng ở hai chỗ ngủ. Dị bị bệnh kiết lỵ cả hai và dị bệnh. Lõa thể cỏ cu sa, vỏ cây tấm dán gỗ và mền dệt bằng tóc, lông ngựa cánh cú mèo, sợi của cây aka, của cây makachi, màu xanh và màu vàng, màu đỏ và đỏ sậm, đen, nổi bật, sáng chói, và đường viền không cắt rộng, vẽ hoa, rắn hổ, áo choàng sợi vỏ cây, và khăn xếp đội đầu. Chưa phát sanh, ra đi, đến hội chúng chia rẽ, dân đến nhóm hội chúng. Ngài Revata gửi, vị lấy do thân thiết, và vị ấy chú nguyện. Tiêu đề nói về y, thì có được tám điều.